Tôi nghĩ việc bạn tìm ra điều gì là thực sự quan trọng với mình trong cuộc sống là vô cùng cần thiết. Biết được điều gì là quan trọng với bạn sẽ dẫn dắt bạn đi đúng hướng. Nó sẽ giúp bạn cư xử một cách hợp lý và đưa ra những quyết định đúng đắn. Trên đường đi, có thể bạn sẽ phải hy sinh điều này hay điều khác. Nhưng đến cuối cùng thì bạn vẫn biết là những sự hy sinh đó rất đáng vì nó phục vụ cho mục đích cuối cùng của bạn, điều mà bạn cho là quan trọng nhất. Có thể là gia đình, tiền bạc hay tình yêu, có thể là một lý tưởng hoặc một lối sống mà bạn hướng tới. Bạn nên biết, bạn cần phải biết, đặc biệt là khi bạn còn trẻ ở những năm 20, khi những sự lựa chọn bây giờ của bạn có thể có khả năng sẽ định hướng toàn bộ cuộc đời của bạn sau này. Tôi chắc là không bao giờ là quá muộn để thay đổi cuộc đời. Có thể bạn đột nhiên thức dậy và muốn thôi công việc văn phòng để theo đuổi công việc kinh doanh cá nhân mà sẽ thay đổi cuộc đời của bạn hoàn toàn, kể cả lờ tuổi 40. Đột nhiên bạn được làm những gì mà bạn yêu thích, bạn kiếm thật nhiều tiền và bạn bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm cho những người trẻ, khuyến khích họ theo đuổi giấc mơ. Điều đó thật tốt cho bạn. Thật đấy, nếu bạn có thể biến nó thành hiện thực. Nhưng cá nhân tôi thì tôi không biết nữa. Tôi không thể cứ mãi là đứa 20 tuổi chẳng biết gì về bản thân mình và cứ nhận lấy bất cứ cái gì cuộc đời ném vào tôi để một ngày tôi nhận ra là tôi đã phí cả tuổi trẻ của mình mà chẳng làm được gì có ích cho đời. Tôi không thể phủ nhận đây quả là một việc khó khăn. Nó đòi hỏi rất nhiều ở một người để biết được là mình thực sự muốn gì, đặc biệt là cái tuổi còn quá trẻ như thế này. Bởi vì mặc dù chúng ta đã nghe rất nhiều câu chuyện, xem rất nhiều phim, đọc rất nhiều sách, nhưng chúng ta chưa thực sự bắt tay và làm cái gì thực tế cả. Song tôi nghĩ lựa chọn một cách sống, một loại người để trở thành giống như là một sự quyết định nội tại. Nó không cần thiết tương đương với việc phải lựa chọn một sự nghề nghiệp cụ thể. Ý tôi là sự nghiệp có thể thay đổi, nhưng những phẩm chất khiến bạn hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống thì không. Tôi tin đây là một sự lựa chọn bạn cần phải đưa ra càng sớm càng tốt. Hãy tưởng tượng 5 năm hay 10 năm nữa, bạn là ai và sẽ ở đâu. Đối với tôi có rõ một hình ảnh tương lai của mình. Và để biến nó thành sự thật, tôi biết mình phải bắt đầu từ hôm nay, bởi vì những phẩm chất của con người tương lai đó không thể hiện ra trong chớp mắt mà nó đòi hỏi thời gian để rèn luyện. Dần dần chúng sẽ không chỉ là những phẩm chất nữa mà sẽ trở thành con người tôi. Hơn hết là một cá thể độc lập để xem là mình có thể làm được những gì. Tôi còn muốn có thể hỗ trợ gia đình về mặt tài chính và cung cấp cho họ một cách cuộc sống tốt nhất có thể sau này và theo đuổi ước mơ cá nhân. Đó là những gì quan trọng đối với tôi. Còn hiện tại, cách sống của tôi tương đối đơn giản. Tôi thích làm việc một mình và tránh trao đổi quá nhiều về các vấn đề cá nhân vì cuối cùng tôi biết những gì là tốt nhất cho mình. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để không để những ý tưởng của người khác áp đặt vào lối sống của tôi. Tuy vậy, tôi cần có bạn bè bên cạnh và tôi rất coi trọng tình bạn và lòng trung thành. Tôi nghĩ học cách độc lập là cực kỳ quan trọng, nhưng quan trọng cũng không kém là biết lựa chọn người để tin và thể hiện sự biết ơn của mình. Đôi khi tôi sợ những sự thay đổi, có những sự thay đổi không phải bên ngoài mà là bên trong chính tôi, mà tôi không biết những thay đổi có thể biến chuyển mọi thứ tôi cho là đúng hiện nay. Tôi không biết nữa, nhưng đến lúc đó tôi vẫn cần có một sự khởi đầu. Tôi phải bắt đầu từ đây, hôm nay, với tất cả những hiểu biết và sự nỗ lực của mình.